Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi tin tức 16 giờ của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức hội nghị văn hóa toàn tỉnh năm 2022 với sự tham gia của 13.223 đại biểu tại 323 điểm cầu trực tiếp và trực tuyến. Đây là địa phương đầu tiên tổ chức hội nghị văn hóa cấp tỉnh, thực hiện các nội dung của hội nghị văn hóa toàn quốc, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng về lĩnh vực văn hóa. Các đại biểu đề cập, nhìn nhận thẳng thắn, thấu đáo những hạn chế tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết trên những lĩnh vực văn hóa, từ đó khẳng định mục tiêu trong giai đoạn mới, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa tỉnh nhà tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phù hợp với xu thế thời đại, yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chăm lo xây dựng con người Hà Tĩnh có nhân cách, lối sống tốt đẹp, yêu nước, đoàn kết, dũng cảm, năng động, cần cù, sáng tạo, nhân ái, nghĩa tình. Công an tỉnh Hà Nam vừa tổ chức hội thi kể chuyện về Bác Hồ trong phạm nhân đang thi hành án tại trại giam công an tỉnh. Hội thi được tổ chức với mục đích tạo điều kiện cho phạm nhân tìm hiểu, học tập những phẩm chất đạo đức cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó tự giác phấn đấu cải tạo lao động, sớm được trở về với gia đình địa phương và trở thành công dân tốt có ích cho xã hội. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Thành phố Đà Nẵng vừa phát động cuộc thi viết về mô hình tấm gương người tốt việc tốt trong phong trào công nhân viên chức lao động trên địa bàn lần thứ nhất. Cuộc thi dành cho đối tượng là nhà báo chuyên nghiệp và đối tượng không chuyên. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm dự thi qua email tạp chí điện tử .laodongcongdoan@gmail.com. Thời gian tổ chức cuộc thi từ ngày 1 tháng 5 đến hết ngày 20 tháng 7 năm 2022. Dự kiến lễ tổng kết trao giải và công bố các tác phẩm đoạt giải diễn ra vào cuối tháng 7 năm 2022. Ngành du lịch tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức lớp đào tạo kỹ năng quản lý buồng phòng cho hơn 100 hội viên đang quản lý điều hành tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp thuộc các tỉnh thành như Hải Phòng, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Hội An, Quy Nhơn, Nha Trang, Đà Lạt, Hồ Chí Minh. Thông qua lớp học, Câu lạc bộ Quản lý buồng Việt Nam mong muốn truyền lửa yêu nghề, xây dựng môi trường làm việc tích cực, thu hút nhân tài. Đây được coi là chìa khóa để các doanh nghiệp giải bài toán về nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu phục hồi du lịch sau đại dịch COVID-19 hiệu quả nhất. Gia Lai là tỉnh có diện tích cây sắn nhiều nhất cả nước, với trên 81.000 ha sắn cho sản lượng trên 1,6 triệu tấn mỗi năm. Tuy nhiên, để nâng cao giá trị cây sắn, đòi hỏi cần có những thay đổi trong hoạt động sản xuất nhằm phát huy tốt lợi thế của vùng nguyên liệu và nâng cao thu nhập cho người dân. Hiện nay, tỉnh Gia Lai có trên 81.000 ha sắn với đặc tính dễ trồng, dễ chăm sóc, chịu hạn tốt, nên cây sắn phù hợp với đặc tính canh tác ở vùng dân tộc thiểu số, nơi đất đai bạc màu, thiếu nước. Tuy vậy, với năng suất trung bình hiện khoảng hơn 20 ha một tấn, so với những cây trồng khác, hiệu quả từ cây sắn mang lại cho nông dân còn thấp. Với một cái vùng nguyên liệu 80.000 ha này, mà chúng ta làm thật tốt cái việc này, thì chúng ta có thể là kêu gọi đến 3-4 nhà máy mà có cái công nghệ thật tốt, mà có cái nguồn giống thật tốt và với một cái trình độ công nghệ tốt và cái sức quản trị tốt cũng như là có cái nguồn tài chính tốt nữa thì sẽ tạo ra phát triển một cái vùng nguyên liệu rất là bền vững. Rất là quan trọng là cái sự liên kết tổ chức lại sản xuất. Chúng ta cùng phải chung sức với bà con nông dân từ cái khâu tuyên truyền phổ biến kỹ thuật trồng. Đấy rồi là liên kết ngay từ đầu trong quá trình tổ chức sản xuất. Đấy, để hướng dẫn kỹ thuật rồi là thu mua thế nào để cho nó là cái lợi ích nó phù hợp hài hòa giữa nhà máy và địa phương và bà con nông dân. Trước những giải pháp được các cấp ngành đưa ra khi đẩy mạnh sản xuất cây sắn theo hướng liên kết và chế biến sâu sẽ phát huy thế mạnh của vùng nguyên liệu sắn lớn nhất cả nước, góp phần nâng cao giá trị cho cây sắn và tăng thu nhập cho nông dân. Kể từ khi du lịch mở cửa trở lại, Đà Nẵng đã hình thành được nhiều khu du lịch sinh thái, tạo nhiều sản phẩm gắn với thiên nhiên và môi trường. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những khu du lịch hoạt động chưa đúng quy định pháp luật, cần sự chấn chỉnh theo đúng chủ trương phát triển của thành phố. Qua giám sát về tình hình quản lý đất nông nghiệp, lâm nghiệp trên địa bàn, cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng ghi nhận nhiều điểm tại huyện Hòa Vang có tình trạng tự ý dựng các lều sạp, trang trí tiểu cảnh trên đất nông nghiệp để phục vụ vui chơi trải nghiệm và có cả lưu trú chưa phù hợp quy định pháp luật. Huyện nói chung huyện cũng có đi kiểm tra rừng, đi xem lại rừng có bị phá vỡ hay không, rồi đi kiểm tra các cái thực phẩm có đảm bảo an toàn cho du khách hay không, là huyện sẽ cấp phép đó, hoặc là mình huyện họ đánh thuế về cái đất rừng cho những người làm du lịch ở đây. Hòa Vang hiện bây giờ đang chỉ đạo cho Ủy ban nhân xã Hòa Vang và đạo quy tắc đô thị là những vấn đề gì nó không đúng thì buộc phải tháo dỡ và trả lại nguyên trạng cái đất. Còn những vấn đề liên quan những cái mô hình họ có từ lâu rồi
không ảnh hưởng gì lắm thì mình xét theo cái tinh thần nghị quyết 83, nếu nó phù hợp thì mình cho họ tồn tại để họ phát triển. Mục tiêu phát triển mà Đà Nẵng định hướng là gắn du lịch với bảo tồn, xây dựng môi trường xanh, thân thiện, an toàn, hòa hợp giữa người dân, du khách và thiên nhiên. Việc quản lý khai thác cần sớm thống nhất, có chủ trương cụ thể, tuyên truyền rộng rãi để nhà đầu tư và người dân có thể yên tâm tham gia theo đúng quy định pháp luật. Những thông tin thời tiết sẽ kết thúc tin tức 16 giờ hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.